Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chu Smart News, bản tin cập nhật những thông tin mới nhất về công nghệ. Và ngay sau đây hãy cùng mình tìm hiểu những thông tin hot nhất trong ngày hôm nay nhé. OnePlus 9 Pro lộ ảnh render, thiết kế giống bản tiêu chuẩn với cụm camera kiểu mới, ra mắt vào tháng 3 năm sau. Sau sự ra đi của người đồng sáng lập Kapil thì smartphone OnePlus bắt đầu có sự thay đổi về thiết kế. Sau khi những hình ảnh render đầu tiên của chiếc OnePlus 9 lộ diện thì tiết lộ một thiết kế mới, thì mới đây một leaker có tiếng ở trong giới công nghệ với nickname là OneLeak thì đã tiếp tục đăng tải hình ảnh render mới của chiếc OnePlus 9 phiên bản Pro. Như chúng ta có thể thấy thì là OnePlus 9 Pro có thiết kế tương tự với phiên bản tiêu chuẩn mà chúng ta được chứng kiến cách đây vài ngày. Kể từ sau khi mà nhà đồng sáng lập OnePlus là Capi thì đã quyết định rời công ty để theo đuổi những kế hoạch riêng. Không có gì quá bất ngờ khi gần như các dòng sản phẩm mới của OnePlus sẽ có một thiết kế thay đổi, và ở trên bộ đôi OnePlus 9 này thì là một ví dụ rõ ràng nhất. Điểm đáng chú ý nhất của OnePlus 9 và 9 Pro về thiết kế tới từ cụm camera chính ở mặt lưng. Giờ đây thì cụm camera này được đặt ở trong một module hình chữ nhật ở các góc trái của máy, thay vì được xếp theo chiều dọc và đặt chính giữa, kiểu thiết kế về camera quen thuộc ở trên các dòng smartphone OnePlus trước đây. Cụm camera này thì bao gồm hai ống kính có kích thước khá lớn, hứa hẹn là sẽ có cảm biến to hơn, từ đó thì sẽ góp phần cải thiện chức năng chụp ảnh thiếu ánh sáng của các máy OnePlus. Ngoài ra thì ở cụm camera này chúng ta cũng có thể thấy hai camera nữa, có vẻ như là sẽ có kích thước cảm biến nhỏ hơn và được dự đoán là camera đo chiều sâu hoặc là camera đơn sắc. Theo những hình ảnh do OneLeak đăng tải thì mặt lưng của One 9 Pro sẽ được bo cong sang hai bên, máy sẽ có thêm một vài tùy biến màu sắc mới. Ở mặt trước thì tương tự như các thế hệ tiền nhiệm, OnePlus 9 Pro có màn hình kích thước lớn, cong hai cạnh bên và sử dụng thiết kế nốt ruồi đơn. Màn hình này thì sẽ có được trang bị tần số quét là 120Hz và có độ phân giải là Quad HD+. Về hiệu năng thì OnePlus 9 Pro được dự đoán là sẽ đi kèm con chip Snapdragon 875 chuẩn bị được Qualcomm ra mắt vào tháng 12 tới đây, sạc nhanh 65W tương tự như là OnePlus 8T. Bộ đôi OnePlus 9 Series dự kiến sẽ ra mắt vào cuối quý 1 năm sau, nhiều khả năng là tháng 3 năm 2021. Video này đồng hành cùng hệ thống bán lẻ di động chính hãng ChuSmart. Khi mua các sản phẩm tại hệ thống cửa hàng của ChuSmart, bạn sẽ được bảo hành chính hãng 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, hỗ trợ trả góp vô cùng nhanh chóng và đơn giản. Mọi thắc mắc xin liên hệ với fanpage của ChuSmart hoặc liên hệ hotline 0948 122 666.